Mặt trái thứ nhất, Internet là môi trường lây lan phần mềm độc hại. Máy bị virus rồi, làm sao bây giờ? Mặt trái thứ hai, lười ghi nhớ, lười suy nghĩ vì quá ỷ lại vào Internet. Thưa cô, em có thể search Google để làm bài không ạ? Mặt trái thứ ba, bị nghiện Internet. Mặt trái thứ tư, bị ảnh hưởng bởi nội dung xấu trên mạng. Hãy sử dụng Internet một cách đúng đắn để phát triển bản thân và trở thành người có ích cho xã hội.